Đây đây là những sản phẩm Trường Kỷ, giá rất là rẻ ha. Đấy, mình quay qua một lượt rồi tí nữa chủ xưởng sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm nhá. Hello, xin chào các bạn, mình là Lê Bằng Giang. Hôm nay mình có về quê của mình để chuẩn bị ăn Tết 2022. Đấy, mình có qua nhà ông anh đây. Nhà ông anh là cách có mấy chục mét. Đấy, chuyên đóng trường kỷ giá rẻ, gọi là trường kỷ bình dân ấy, nhưng mà chất lượng rất là tốt. Đây, hôm nay mình sẽ quay chi tiết đó, để chủ xưởng nói luôn. Tại vì hôm trước mình có hè, mình có về mình quay, bảo là giá trường làm gì mà có 4 triệu mấy, 5 triệu một bộ mà không tin. Đây thì hôm nay là chủ xưởng sẽ nói trực tiếp là giá bao nhiêu tiền, rồi tiền phun sơn PU bao nhiêu tiền, rồi gỗ gì kích thước bao nhiêu. Rồi các bạn sẽ theo dõi chi tiết nhá. Đây đây là bác chủ xưởng, bác tên gì nhỉ? Anh tên Ngọc. À anh Ngọc. Đây đây anh Ngọc hôm nay sẽ ở xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đây là thôn 6, đấy, thôn cùng xóm với mình luôn nhá, thôn 6. Chuyên sản xuất cái Trường Kỷ. Giá là gỗ tốt. Nhưng mà giá thì rất bình dân, xuất xưởng. Rồi ok. Cái trường này là bây giờ là cái kích thước của cái vai này là rộng bao nhiêu anh nhỉ? Cái kích thước này là của nó là phủ bì là 2 m. 2 m. Dạ. Còn mặt ghế? Mặt ghế là rộng sử dụng là 46 phân. 46 phân. Đây là loại trường gọi là trường bé. Trường bé. Trường bé. Còn cái này là đục gì, tùng cúc à? Cái này là đục lân sen. À lân sen. Đây là sen lân, đúng không? Đây là sen. Đấy, đục đẹp. Sen cò. Ở kia là lân. Lân đúng không? Đấy, nó rất xem nhiều mẫu, nhưng mà đây hôm nay là có một cái mẫu này. Đấy, các bạn nhìn xem yếm dưới này. Tết hết rồi, chở đi đục, hết rồi. Đục rất là chất lượng nha. Mới chủ xưởng nói là mới chuyển đi mấy chục bộ đây này. Hôm nọ là chặt cứng cả cái sân cả xưởng này luôn. Đây là còn lại một mớ này, mai là chuyển đi. Đây là người ta đặt đóng đặt theo yêu cầu là thô, hàng thô thôi nhá. Còn khách nào muốn mua thô như thế này thì mua mà hoàn thiện full BU thì hoàn thiện. Dạ. Đấy. Cái này là bây giờ là bộ này là gỗ, này là gỗ xà cừ. Đấy, xà cừ và gỗ sấu. Không phải là gỗ sấu nha, là cây sấu đó. Cây sấu này có thể là cây sấu rừng hoặc là cây sấu ta gì đấy. Là bây giờ một bộ như này là bây giờ là nếu mà hàng thô này là bao nhiêu bác? 5 triệu. Là hàng thô là 5 triệu. 5 triệu một bộ hàng thô. Còn nếu mà dụ mà hoàn thiện là mình sẽ chà nhám cái này nó sạch sẽ, bóng bẩy đi nhá. Rồi lót mấy phun dầu, phun BU đúng không? Mà cho nó hoàn thiện luôn. Là cộng thêm là bao nhiêu tiền nữa? 3 triệu. Là 3 triệu là 8 triệu. À, 8 triệu một bộ Trường Kỷ. Đấy, gỗ xà cừ. Rất lặng cái này, các bạn xài hết đời, không có hỏng, nhưng không nói hết đời, cũng phải được đôi chục năm mới hỏng. Đời đôi khi một là số ông sống lâu trăm năm thì chào. Đấy. Đúng không? Bây giờ hàng này đục là rất là tiêu chuẩn làng nghề đấy nhá. Đây là hàng này, ngoài mà lại là hàng giá rẻ đấy nhá. Dưới cả bình dân đấy là hàng giá rẻ đấy. Đấy các bạn à, mộc biển các thứ là ngon lành luôn nhá. Yếm miếc là soi chiếc là rất là kỹ. Rất là kỹ. Giá chỉ có hàng thô là chỉ 5 triệu đồng một bộ, đúng không? 5 triệu đồng một bộ, vài viếc là ngon lành luôn này. Đấy, các bạn nhìn này. Đục điếc là rất là chắc chắn. Đấy, vài ngon lành. Đấy nhá. Hôm nay mà chủ xưởng bảo là 5 triệu một bộ nhá. Mình đã nói không có phải là báo giá láo đâu. Đấy, mình chủ xưởng nói bao nhiêu thì mình báo giá bấy nhiêu. Đấy là mình quay để cho cái làng nghề của mình nó được nhiều khách hàng cô chú gần xa có nhu cầu mua hoặc là yêu thích đồ gỗ để xem tham khảo. Làng nghề là ở Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam, thôn 6. Đấy, số điện thoại và địa chỉ của chủ xưởng đấy thì mình sẽ để ở chi tiết ở cái bảng mô tả. Đấy là cô chú, anh chị và các bạn mà có nhu cầu về tham khảo về đồ gỗ thì có thể là liên hệ trực tiếp. Đấy, đấy. Đây là ván mặt sau cũng đục luôn nhá. Đây các bạn xem chi tiết sản phẩm này. Đấy, từng cái chi tiết của cái bộ trường giá 5 triệu tại xưởng. Hàng rất là đẹp và chắc chắn.
Bác đóng này này là trung bình một ngày là bao một bộ này là đóng bao lâu mới xong? Bộ đấy là 5 công. Cái này là bộ này là trường này còn có hai ghế này nhá, hai ghế và một cái bàn, nhưng mà bàn hôm nay xuất hết đi rồi. 3 món. Đó, nên là chưa ra kịp ra hàng. Hôm nay là ngày lễ nên là nghỉ. Đấy, chiều mới đóng được. Năm ba món. Đấy, hai ghế, một bàn. Nhìn hàng rất là đẹp, đấy. Đây là giá thành. Giá thành là giá thành hợp lý, từ sản xuất từ xưởng luôn. Đấy, vai cũng đục luôn nhá. Đấy, yếm miếc là ngon lành luôn. Chi tiết từng góc cạnh đục đều chất lượng. Cái này là mấy chỉ này? Đây là hàng bộ nhỏ, lên là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 chỉ, 9 chỉ. Hàng này hàng nhỏ. Chiều ngang của ghế là từ vai này sang vai bên kia là 2 mét. Hàng 9 chỉ. Đấy, hàng phổ thông đấy. Phù hợp với khách nào mà muốn yêu cầu sản phẩm hàng giá rẻ đấy thì sản phẩm này, mà cái này mà hàng về kê là phun lên. Nói chung là kê là vâng. Gầm cũng phải hàng là đảm bảo chất lượng nên là về kê là ngồi là ok luôn. Đấy, rất bất kỳ luôn, không phải bàn luôn. Đằng trước đằng sau là đục. Đấy, hàng hiếc là đầy đủ này, các bạn nhìn này. Đều là hàng sản phẩm chi tiết luôn. Rồi thì bạn nào mà anh chị em cô dì chú bác trên khắp mọi miền đất nước mà có nhu cầu mua sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của chủ xưởng. Đấy. À, mình có để ở bảng mô tả của cái video này. À. Đó. Rồi. Rồi, các bạn thấy video hữu ích vui lòng like, share, đặc biệt là đăng ký kênh để ủng hộ mình và để người sớm nhất nhận được cái video mới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.